Nguyên nhân nhóm học sinh ở Quảng Ninh bị ngộ độc và dương tính với chất ma túy. Tối 25 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh dương tính với chất trong cây cần sa là vụ ngộ độc thực phẩm chức năng, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, tối 24 tháng 10, MTS sinh năm 2006, trú tại khu phường Hoành Bồ, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Hoành Bồ đến chơi với chị họ ở cùng phường. Tại đây, S tìm thấy một túi kẹo với nhiều gói dạng thanh giống như kẹo dẻo trong hộp đồ chơi trên tầng 3. S nghĩ là kẹo nên cầm về. Sáng 25 tháng 10, khi chào cờ buổi sáng tại trường, cháu MTS mang ra mời các bạn cùng ăn. Cơ quan công an xác định 13 học sinh đã ăn gói nêu trên. Theo đó, 10 em biểu hiện ngộ độc phải đi cấp cứu. Qua test nhanh, cơ quan y tế phát hiện 6 học sinh dương tính với chất cần sa. Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công an thành phố Hạ Long phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh. Sau đó, cơ quan công an xác định loại gói dạng thanh giống kẹo dẻo mà cháu MTS và các bạn ăn là thực phẩm chức năng nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ. Số thực phẩm chức năng này do một người thân của chị họ cháu MTS đi Mỹ về cho từ lâu. Do không có nhu cầu sử dụng nên gia đình cất trong hộp đồ chơi và không để ý đến, không biết việc cháu MTS lấy mang về sử dụng.